Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Hòa Tây nha tất cả anh chị, thuộc xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị một cái miếng đất có diện tích là 1.125 m² nha, là một công mốt nha tất cả anh chị, có mặt tiền lộ đang làm nha, lộ quyền lộ 42 nha các anh chị, quyền lộ 42. Một tí nữa em sẽ quay một cái số cái vấn đề lộ đang làm cho các anh chị xem qua. Có mặt tiền lộ quyền lộ 42 là 19.4 m, nhân vô 52 m nha các anh chị, nhân vô 52 m. Đây, ngay chỗ này là đường vào đất nha các anh chị. Cái khu vực này thì hiện tại đang làm kiểu như người dân đang trồng rau sạch đó, khép kín nha các anh chị. Khu vực này rất là ok. Rồi, trên màn hình các anh chị, đây là đường vào đất nha các anh chị. Đây, dưới mặt đường anh chị nhìn thấy màu đỏ đó, có nghĩa là lộ đang bắn tim đường nha các anh chị, là chuẩn bị làm lộ lại đó. Lộ này chạy thẳng dài liêu luôn á, từ ngay chỗ lộ nhựa, từ ngay chỗ lộ nhựa đó vào đất là khoảng 300 m nha, rất là gần nha các anh chị. Thì cách điện ba pha khoảng 300 m, 200 mấy 300 m à. Đất rất là đẹp nha các anh chị. Ngoài ra lô đất này có mặt tiền con sông nữa nha, mặt tiền con sông, con sông này rộng khoảng 10-12 m nha các anh chị. Đây, vị trí đất là ngay chỗ này tới nha các anh chị. Đây, từ ngay chỗ cái chuồng bò trừ 5 m qua. Thì con lộ này là chuẩn bị làm nha các anh chị. Nãy trên đầu đường á là người ta đã bắn tim lộ rồi nha. Thì những tất cả những con đường này đều lên nhựa hết nha các anh chị. Có mặt tiền là 19.4 m nhân vô 52 m nha, thuộc xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích là 1.125 m², là rừng sản xuất nha các anh chị. Và em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha. Chủ bán với giá hết đất này là 700 triệu nha. Giá rất là rẻ nha các anh chị. Hết đất 700 triệu và sau này là đây là tuyến đường nhựa nha. Cho nên 19 m này thì rất là rẻ nha các anh chị. Mình mua mình ở xây cất là ok luôn á, dành cho các anh chị nào mua để dành sau này mình ở á. Ok á, mặt tiền này rất là rộng nha. Đầu tư những sản phẩm bất động sản thì mình đầu tư cái lúc sơ khai nha các anh chị. Đầu tư lúc sơ khai á, khi mà nó lên nhựa rồi thì giá trị bất động sản nó sẽ thay đổi, đất mình giá trị sẽ tăng cao nha. Thì cách ngay chỗ khu bảo tồn rất là gần nha các anh chị. Để một tí nữa em quét lên không ảnh cho tất anh chị xem rõ về hình dạng lô đất cũng như là coi cái vị trí cái khu bảo tồn cách gần như nào nha. Gần chắc cũng 500 m à, rất gần. Thì lô đất này cách chợ Mỹ Phước Tây á nha các anh chị, khoảng 5.7 km nha. Các anh chị nào khu vực bên Cải Lậy đó chạy qua đây rất là gần, mua sở hữu là ok luôn á. Ngoài Cải Lậy mình chạy vô mình mua, còn Sài Gòn mình muốn cần một cái điểm đầu tư để sau này thì đây là một cái sản phẩm để dành đầu tư nha tất cả anh chị. Đó, em mới quay trên màn hình tất cả anh chị á, hiện tại là người ta mới bắn tim lộ nha tất cả anh chị, đỏ quét luôn đó. Đất rất là đẹp, hiện tại là đang lộ đất thôi, đoạn ngoài thì dân ta đổ đá xanh, nhưng mà tương lai thì này nhựa chắc ăn rồi, hiện tại đã bắn tim lộ rồi nha. Có diện tích là 1.125 m²,
thuộc xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha. Có mặt tiền là 19,4m nhân vô 52m. Tổng cái diện tích lô đất này là 1.125m², có hướng là hướng đông bắc nha các anh chị. Các anh chị nào có hướng đông bắc mua sở hữu lô đất này là ok luôn đó. Cách điện ba pha lộ nhựa là 200m nha các anh chị. Điện ba pha ngoài đó cũng đang làm, hiện tại là tiến lộ rất là lớn. Lộ ngoài kia là lộ huyện lộ 42, huyện lộ 47 nha các anh chị. Còn lộ mình chuẩn bị làm là huyện lộ 42. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha, ngang 19m á. Nói chung là vô 53m. Xung quanh thì nhà ở cũng rất là nhiều nha, chứ không phải thưa thớt gì nha các anh chị. Mua mình định cư á, là mặt tiền 19m thì ok luôn đó, cũng rất là rộng nha. Trên màn hình các anh chị, đây là khoảng cách từ ngay chỗ vị trí lô đất ra tới huyện lộ 47 nha. Ra tới quyền lộ 47 chỉ có 200m nha anh chị. Em xin lỗi, nãy chỉ 200m thôi chứ không phải 300m. Rất gần. Còn đây là khoảng cách từ ngay chỗ lô đất về tới chợ Mỹ Phước Tây nha các anh chị. Là 6,8km. Còn ngay chỗ vị trí này là về tới khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 nha các anh chị. Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 bắn thẳng qua rất là gần nha các anh chị, chỉ có 558m nha. Từ chỗ vị trí lô đất á, ra tới khu bảo tồn á, chỉ có 558m thôi. Còn hiện tại thì trên màn hình các anh chị, đây là cái hướng của lô đất nha, có hướng đông bắc. Các anh chị nào mà ở khu vực Cải Lậy á, của thị xã Cải Lậy qua mua sở hữu lô đất này thì rất ok nha, rất là đẹp. Đây là cái chợ nè, chợ Mỹ Phước Tây á, rất là đông. Rồi. Và lời cuối cùng, xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.